Rồi sếp Đồ Kho Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay sếp soạn tiếp cho anh em là 11 con máy nha anh em. Đó, thì giá trên đây là giá chưa có bao gồm phí ship nha anh em. Phí ship là đồng giá 30k, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em. Đó. Thì anh em chốt máy thì chốt qua số Zalo của shop số 0769 390039, shop có để trên cái màn hình video này nha anh em. Đó. Rồi thì shop sẽ giới thiệu cho anh em từng con nha. Đầu tiên shop sẽ giới thiệu cho anh em là một cái con nội địa nha anh em, nội địa Nhật. Con này là Ebisu ha, Ebisu của Nhật nha anh em. Made in là da băng nha, made in da băng. Đó, made in da băng. Con này là full kim loại nha anh em, full kim loại. Con này thì tay quay đổi được trái phải nha. Đó, tay quay đổi được trái phải. Tay quay gập. À, con này là thông số cước là cước số 4 là vô 120m, cước số 3 là 170m, cước số 2 là 230m ha. Thì size thật tương đương nó khoảng 3.000 nha anh em. Đó. Và cước ok, mô bin là mô bin sống nè. Và cước ok nha. Máy ngoại hình còn khá đẹp ha. Đó. Khá đẹp nha. Chung là thích hợp cho anh em mua câu cá nhỏ ha, câu với anh em mua sưu tầm. Dòng này là không phải của Shimano, cũng không phải của mấy hãng khác luôn nha anh em. Mà nó là của hãng của thằng Ebisu gì nè. Ebisu 2000, con này có một bộ đạn nha, đạn đạn nồi nha. Đó, rồi. Con này bán cho anh em với giá là 300k nha, giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Máy hoạt động rất là nhẹ. Nha, nhỏ gọn luôn. Đó. Full kim loại. Rồi 300k, size 3000 nha. Rồi cấp số 1. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Daiwa Carbon Sprinter ST ha, ST1000B. Ha, 1000B size thật tương đương nó khoảng 6000 nha anh em. Đó, size thật tương đương 6000. Đó, con này thì made in Taiwan ha. Thì những cái dòng này thì dòng Sprinter này, Carbon Sprinter này là toàn là sản xuất tại Đài Loan hết nha ha. Mô bin là mô bin sống, gạt cước ok ha, con lăn rất sáng nha anh em. Tay quay đổi được trái phải nha anh em. Máy hoạt động rất là ok ha. Con máy này chỉ tiếc cái là mất cái tem đây nha, mất cái tem ha, mất cái tem này. Mất bên đây ha. Đó. Rồi, bán cho anh em với giá là 280.000 nha. 280.000 giá cho bao gồm cái ship nha. Con này size 6.000 nha, cước số 6 vô 150m. Cước số 5 vô là 180m, cước số 4 vô là 230m nha anh em. Rồi, 280.000 nha. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con số 3. Con số 3 là con Daiwa Carbon ha, Daiwa Carbon. Con này con Toby Cutter ST3000. Con này thì mô bin là mô bin chết nha anh em, mô bin chết. Đó, mô bin chết nha. Mắt in là da băng ha, da băng. Mắt bên tem ha, tem luôn. Đó. Size thật của con này là 8000 nha anh em, size thật 8000. Máy hoạt động rất là ok ha. Tay quay đổi được trái phải nha nè, đổi được trái phải ha. Con này là full carbon nha nè, full carbon. Đó, mắc bên tem cho này ha. Rồi con này bán cho anh em với giá là 300k nha. Con này bao ship cho anh em luôn nha, mô bin chết nha. Mô bin chết là không xây được mô bin nha nè. Con này là 300k bao ship cho anh em nha, bao ship luôn 300k. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con số 4 là giới thiệu cho anh em là con Daiwa. Cái dây nó bị bung rồi nè, dán lại. Daiwa Sprinter ST1500DX nha nè. Đó, 1500DX, con này là rất mới nha nè. À, còn khá ok nha nè, có cái này trầy do vận chuyển rồi nè. Máy hoạt động rất là ok ha, con lăn còn xây nè ha. Made in da băng, tay quay đổi được trái phải nha. Máy còn rất đẹp nha nè, anh em xem ha. Rồi thông số của con này là cước số 6 là vô 180m nè, cước số 5 là 220m, cước số 4 là 280m. Đó thì con này nó size thật tương đương tầm khoảng 7.000 nha anh em. Đó, tầm khoảng 7.000. Đó. Máy rất là đẹp ha, mô bin là mô bin sống ha.
Dạ cước ok ha, con lăn sáng nha nè. Tay quay đổi trái phải nha, tay quay gặp. Tay quay rất đẹp, còn đẹp luôn ha. Đó. Rồi, con này shop bán cho anh em với giá là 650 nha. Giá 650, giá chưa bao gồm phí ship nha nè. Con số 4, 650. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em là con số 7, ý con số 5, con số 5. Con số 5 là con Daiwa Spotlight ST3000X ha. Đó, con này thì thông số là cước số 8 vô 180m, cước số 7 210m, cước số 6 vô là 250m ha. Con này thì size thật tương đương ở tầm khoảng 9000 nha nè. Máy hoạt động rất là ok nha. Máy hoạt động rất là ok. Bao lỗ hoạt động cho anh em nha. Đó, tay quay thì tay quay gập nè ha. Tay quay gập đổi được trái phải. Mô bin là mô bin sống ha. Gạt cước ok, con lăn còn sáng nha, made in Japan. Đó, made in Japan nha. Rồi con này shop bán cho anh em với giá là 680 nha, 680 ha. Size 9000 nha nè. Máy hoạt động rất là ok ha, bao lỗi hoạt động cho anh em nha. Rồi tiếp theo shop giới thiệu cho anh em là một con Daiwa Spinter ST5000DX nha nè, 5000DX. Con này là mô bin sống nè, gạt trước ok nè, tay quay gập nha. Đó, đổi được trái phải, thông số dây là cước số 10 đâu rồi, cước số 10 vô 180m ha, cước số 8 230m, cước số 7 là 270m. Đó thì con này size thật tương đương là tầm khoảng là 11.000 nha nè, 11.000. Đó. Máy hoạt động rất là ok nha. Đổi tay trái thì anh em dẫn nút đổi qua thôi nha nè. Mô bin là mô bin sống nè. Gạt trước ok nè ha. Đó, con lăn còn sáng nè, made in Japan nè. Đó. Rồi, shop bán cho anh em với giá con này là 800k nha, 800k nha. Máy rất đẹp nha nè, 800k. Nè, cho anh em coi lại một lần nữa nè ha. Đó, thấy máy không? Ngon lành không? Đó. Nè, ha. 800k nha. Tiếp theo, shop giới thiệu cho anh em con số 7 ha, con số 7 là con Daiwa. Con Daiwa Carbon Cutter ha, GS8000 ha, con này có bật đạn nha anh em, có bật đạn luôn. Đạn nồi nha. Đó. Thì thông số cước là cước số 8 là vô 180m nè, cước số 7 vô 220m, cước số 6 là 260m đó, size thật tương đương là 9000 nha anh em. Con này là full carbon ha, full carbon. Mô bin là mô bin sống ha, mô bin là mô bin sống, gạt cước ok ha, con lăn còn sáng nè. Đá đen nha anh em, con lăn đá đen. Made in là da băng nha anh em, da băng ha. Đó. Máy hoạt động rất là ok nha. Cái này là thiếu dầu anh nè, shop sẽ vô dầu lại cho nó nha anh nè, vô dầu nữa, thiếu dầu nên nó có kêu nha, shop sẽ xử lý đó, bảo đảm bảo đi tới tay anh em là ngon, nó không còn kêu nữa nha. Con này nãy mình chưa kiểm tra kỹ nè, nên nó có kêu nè, kêu là kêu do thiếu dầu. Shop con này sẽ làm lại ha. Con này khoan báo giá nha anh em, khoan báo giá. Rồi tiếp theo con số 8. Con số 8 cũng là con Daiwa ha, con Daiwa Cutter nè. Đó, 8000GX ha. Đó, size thật 9000 ha. Cước số 8 vô 180m nè, có bật đạn nha. Đang nồi luôn, made in Japan luôn. Đó, máy hoạt động rất ok nè. Mô bin là mô bin sống nè ha. Gạt cước ok nè ha. Gạt cước này phải vô thêm dầu một xíu này. Máy thường thường để lâu quá nó rít dầu anh em, mình bật cái vài cái là hồi nó bật ok à. Đó, thấy không? Đó, con lăn còn sáng nè. Rồi con này size thật tương đương là 9000 nha anh em. Bán cho anh em với giá là 700k ha, 700k. Con số
8 thì giờ tiếp theo con số 9. Con số 9 là cũng vậy luôn, số 9 là cũng là con Daiwa Carbon Cutter nha, GS 9000 nha. Đó, mô pin là mô pin sống nha, gạt rất ok, made in Japan. Nó hoạt động rất là ok nha này. Tay quay gập đổi được trái phải nha này. Đó, mô pin là mô pin sống. Đó, máy cũng ok luôn. Rồi, 700k luôn con số 9 ha nè. Xài 9000. Rồi tiếp theo, con số 10. Đó, con số 10. Con số 10 là con Daiwa Spinter ST 5000X ha, 5000X. Thì con này size thật tương đương là 11000 nha anh em. Cước số 10 là vô 180m nè. Cước số 8 230m, cước số 7 270m ha. Đó. Gạt cước ok, made in Japan. Đó. Tay quay gặp đổi được trái phải nha, máy hoạt động rất là ok. Đó. Rồi, con này sẽ bán cho anh em giá 700k nha, giá chưa bao gồm phí ship. Con này có một bọt đạn và đạn nồi nha anh em. Tiếp theo, giới thiệu cho anh em con số 11 ha. Con số 10 này, con số 11 ha. Số 11 là con Ryobi ha, Ryobi là 400GL ha. Con này có 3 bọt đạn, một đạn nồi và hai bọt đạn bên bên hông nha. Mô pin là mô pin sống ha, gạt rất ok ha. Đó, con này còn có cốt trợ lực nha nè. Đây, cốt trợ lực cho bá nha. Mô pin là mô pin sống nè. Gạt cước ok. Con lăn chống sắn luôn nha, con lăn chống sắn. Máy hoạt động rất là nhẹ nha nè. Đó. Rồi, ngoại hình nữa ha. Đó. Ngoại hình nè. Tay quay thì tay quay gập nha. Tay quay gập bấm bấm, anh em bấm nút này nè, gập ha. Đẩy ra. Rồi đổi được tay trái phải nha. Con này có 3 bột đạn ha, 3 bột đạn. Rồi made in Japan luôn ha, made in Japan. Con này sẽ bán cho anh em với giá là 800k nha, giá chưa bao gồm phí ship nha nè. Đó. Con số 11 800k ha. Chỉ riêng con số 7 ha, con số 7 này, con này nè thì shop sẽ làm lại, nếu mà nó hết kêu thì vẫn bán là 700k nha anh em, vẫn bán là 700k. Đó. Nhưng mà shop sẽ xử lý liền ha. Mình sẽ tra dầu cho nó. Đó. Rồi. Thì shop vừa giới thiệu cho anh em là 11 con máy ha. Anh em thấy mình thích hợp với con nào thì anh em cứ chốt qua số Zalo của shop nha. Số 0769390039, shop có để trên màn hình của video nha anh em. Đó, anh em chốt thì anh em kết bạn Zalo, anh em gửi tin nhắn cho shop ha, hoặc là anh em gọi trực tiếp cũng được. Đó. Rồi, video đến đây kết thúc nha anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo. Anh em mà mới xem video anh em nhớ đăng ký ha và bật chuông thông báo để shop có lên video thì nó sẽ thông báo cho anh em sớm xem sớm, anh em chốt ha, chốt sớm ha. Rồi. Xin chào tất cả anh em nha. Chúc anh em có một ngày đi câu thật nhiều cá nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.